Yuka, cô vợ cũ mê bán quạc, hủy hoại sự nghiệp nam thần Mystic. Chuyện tình giữa Mystic và Yuka đã trở thành giai thoại trong giới liên minh huyền thoại cả Trung lẫn Hàn. Mystic không phải ngôi sao thuộc cấp S nhưng cũng có tên tuổi trong giới liên minh huyền thoại. Anh sở hữu vẻ ngoài đúng đẳng cấp nam thần. Đáng nói nhất, góc nghiêng cực phẩm cùng dáng người chuẩn chỉnh giúp Mystic luôn xuất hiện trong top tuyển thủ đẹp nhất. Chưa hết, cựu sao WWE từng có mối tình ồn ào với Yuka. Nhan sắc cô nàng rất xứng đôi vừa lứa bên cạnh Mystic. Sau đó, tuyển thủ Hàn Quốc rước nàng về dinh. Đây tưởng chừng sẽ là trang cuộc đời mới đối với anh. Nhưng sau tất cả, cuộc hôn nhân kể trên chẳng khác nào dấu chấm hết với sự nghiệp lẫn tương lai Mystic trong giới liên minh huyền thoại. Kết cục nghiệt ngã cho đôi trai tài gái sắc. Mystic ra mắt ở LCK và từng để lại nhiều dấu ấn. Tuyển thủ sinh năm 1995 quyết định chinh phạt giới liên minh huyền thoại Trung Quốc. Tại đây, anh gặt hái không ít thành công cùng với WWE. Trong đó phải kể đến nhất là chức vô địch LPL mùa xuân 2017 và lọt top 4 ở chung kết thế giới liên minh huyền thoại cùng năm. Lúc đó, Mystic là thủ hàng đầu của khu vực đất nước tỷ dân. Ngôi sao Hàn Quốc được đánh giá là thông minh và có lối chơi thực dụng. Tài năng, phong độ đỉnh cao lại cộng thêm vẻ ngoài điển trai, anh là người tình trong mộng với nhiều cô gái. Nhưng với Mystic, anh chỉ có Yuka. Đáng nói hơn, năm 2018, Mystic còn bất ngờ thông báo đã lên chức bố. Hiển nhiên, có rất nhiều bàn tán xung quanh câu chuyện này. Một số cổ động viên không hài lòng vì tuyển thủ sinh năm 1995 làm bố quá sớm. Quan trọng, đang đỉnh cao sự nghiệp, lập gia đình có thể ảnh hưởng đến tương lai của anh. Và rồi, giữa bao ồn ào và lời đàm tiếu, Mystic vẫn tỏ ra vô cùng hạnh phúc bên vợ và cậu con trai nhỏ. Xong, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Tháng 9 năm 2021, vợ Mystic lúc đó công khai hai người đã ly hôn trên mạng xã hội. Ngay lập tức từ Hàn sang Trung, cộng đồng liên minh huyền thoại trở nên xôn xao. Thoạt đầu, tất cả đều cảm thấy tiếc cho cặp đôi trai tài gái sắc, nhưng không ít fan đào lại chuyện quá khứ. Mystic và Yuka đã sớm cơm không lành, canh chẳng ngọt. Đáng nói hơn, đôi bên ly hôn lỗi phần nhiều thuộc về nhà gái. Yuka mất lòng cổ động viên Mystic với việc gia nhập một nhóm nhạc nữ không chính thống. Đã trở thành mẹ của một đứa trẻ, điều này được cho rằng là không phù hợp. Thậm chí nhiều người không hiểu tại sao Yuka lại lựa chọn như vậy khi Mystic vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp. Về phía Mystic, sau gần một tháng im ắng thì anh mới lên tiếng xác nhận hôn nhân đã đổ vỡ. Đồng thời, cựu sao WWE còn chia sẻ đôi bên sẽ đưa nhau ra tòa để tranh chấp quyền nuôi con. Ngoài ra, anh cũng ám chỉ vợ cũ tự ý công bố chuyện đường ai nấy đi khiến đôi bên ảnh hưởng. Và sau tất cả, chuyện tình đẹp từng được cả giới liên minh huyền thoại ngưỡng mộ đã tan tành theo cách như thế. Yuka hủy hoại sự nghiệp của Mystic. Khi tin tức Mystic cùng Yuka ly hôn tràn lan khắp các mặt báo, cổ động viên LPL có hành động không tưởng, hạnh phúc vỡ tan là chuyện không mấy vui vẻ với người trong cuộc. Thế nhưng, người hâm mộ tuyển thủ Hàn Quốc lại vui như mở hội. Sohu thậm chí giật tít, mang hàm ý mỉa mai. Vợ Mystic thông báo ly hôn, cả hai sẽ cùng nuôi con trong tương lai. Khán giả LPL đồng loạt vỗ tay. Theo Sohu, với cổ động viên, đây là điều tốt cho Mystic. Họ cho rằng anh rể, cách mà fan Trung Quốc gọi Mystic đã phải trả giá quá nhiều. Sự nghiệp, tên tuổi vì cuộc hôn nhân này. Chưa hết, cộng đồng LPL còn trông ngóng mọi hành động từ Mystic. Lúc đó, cựu sao WWE chia sẻ hình ảnh lạ trên Instagram. Ngay lập tức, người hâm mộ đồn đoán đó là rẻ rách. Theo Baidu, ở Trung Quốc, rẻ rách ám chỉ tình yêu ngược tâm, không có kết cục tốt đẹp. Trong đó, một người không màng tất cả, hy sinh sự nghiệp, tuổi trẻ để bên cạnh nửa kia, cuối cùng họ bị bỏ rơi. Chưa hết, cộng đồng mạng xứ Trung còn cho rằng Mystic đã ám chỉ đũng quần bẩn thỉu. Ở Hàn Quốc, đây là từ mỉa mai những người con gái tồi tệ, nhân cách không trong sạch. Hay đúng hơn, nó dùng để nguyên rủa đồ con gái bẩn thỉu. Kéo theo đó, cộng đồng LPL càng có cơ hội để đổ mọi lỗi lầm lên đầu của Yuka. Sau tất cả, cô vợ cũ hủy hoại Mystic lẫn sự nghiệp và tương lai của anh. Thực chất, lúc đầu thì đây chỉ là đồn đoán có phần thiếu khách quan từ nhóm fan cuồng Mystic. Nhưng đến hiện tại, Yuka đã tự chứng minh những gì bên ngoài gán cho cô là sự thật. Yuka đã sớm từ bỏ sự nghiệp làm idol và lấn sân sang thị trường mới. Cô nàng chụp ảnh cho nền tảng OnlyFans. Đây là mạng xã hội 18 cộng nổi tiếng khắp thế giới, có trụ sở công ty tại Anh Quốc. Lúc đầu, hình ảnh của Yuka chỉ dừng lại ở việc hở nhẹ như mặc nội y và phô diễn đường cong cơ thể. Nhưng cô dần dần chuyển sang hướng táo bạo hơn. Không chỉ chụp ảnh, vợ cũ của Mystic còn quay video hết sức nhạy cảm. Nói cách khác, Yuka chẳng ngại cởi sạch để kiếm tiền trên OnlyFans. Với đa số người, khi xem được những thành phẩm như vậy sẽ cảm thấy vô cùng phản cảm. Về phần fan Mystic, họ càng tỏ ra căm ghét cô nàng. Tất cả đều không thể tưởng tượng một người đã làm mẹ lại dùng cơ thể để kiếm tiền. Đáng nói hơn, từ nay về sau, cuộc đời Mystic có một vết nhơ lớn. Anh sẽ gắn liền với câu chuyện có người vợ cũ bán quạt, tự dùng chỉ việc bán ảnh trên OnlyFans. Chưa kể,
nếu Yuka còn gây sốt trên OnlyFans, cựu sao WWE cùng con sẽ chẳng có một ngày yên ổn. Thực chất trước đó, Mystic cũng đã đủ thảm vì vợ cũ. Từ khi cưới cô, anh trải qua thời gian rất khó khăn. Vì kiếm tiền nuôi gia đình, Mystic ở Hàn Quốc buộc phải trở lại LPL để thi đấu. Thế nhưng, Liên minh huyền thoại Trung Quốc không còn chỗ cho anh. Thời điểm công bố ly hôn cũng là lúc Mystic hết hạn hợp đồng với JDG. Anh quyết định tạm dừng thi đấu chuyên nghiệp và về Hàn Quốc để nuôi dưỡng con trai. Cựu sao WWE chủ yếu livestream cũng như chia sẻ về cuộc sống thường ngày. Chỉ tiếc, người cũ LPL không đạt được thành công cũng như nhận được thành quả tốt. Ngoài ra, theo QQ thì gần đây, Mystic đang kiếm công việc ở chỗ mới. Cuộc sống, sự nghiệp của cựu sao WWE đều không khả quan. Trên Instagram, Mystic chủ yếu cập nhật hình ảnh cậu con trai và ít đề cập đến chuyện cá nhân. Đáng nói hơn, ở tuổi 28, anh đã không còn cơ hội để trở lại với giới liên minh huyền thoại. Ở LPL có một luật bất thành văn, đó là việc cổ động viên xem nhẹ ngoại binh. Kể cả những ngôi sao Hàn Quốc đến và cống hiến cho khu vực, họ cũng khó được thừa nhận. Đến nay, The Shy hay Rookie là hai cái tên hiếm hoi nhận về nhiều sự tôn trọng. Nhưng năm đó, cộng đồng LPL rất quý Mystic. Họ thậm chí gọi cựu sao WWE bằng anh rể. Nói cách khác, so với việc anh kết hôn và phải trải qua cuộc sống đen tối, Mystic từng được kỳ vọng có tương lai sáng sủa. Hay đúng hơn, nếu không có Yuka thì sự nghiệp của anh đã chẳng tan nát đến mức thê thảm. Hôn nhân đổ vỡ suy cho cùng là lỗi từ cả hai. Mystic hay Yuka đều phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của họ. Chỉ là không ai nghĩ sự việc lại vượt ngoài tưởng tượng như vậy. Đồng thời, hậu quả cựu sao WWE nhận về cũng là quá nặng nề. Nhưng hiện tại, Mystic vẫn còn cậu con trai bé nhỏ bên cạnh. Đây có thể xem như là niềm an ủi lớn với người cũ của LPL. Chưa hết, anh luôn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Sau nhiều năm thi đấu, so với thành tích, điều này cũng là món quà vô giá dành cho anh. Mystic vẫn luôn giữ im lặng về tương lai phía trước. Trên trang cá nhân, anh cũng không đề cập về dự định của bản thân. Để rồi, sau tất cả, cổ động viên hy vọng một ngày nào đó, Mystic sẽ xuất hiện ở diện mạo mới và đón nhận một chặng đường mới tốt đẹp hơn.